thừa nhận Rhea quá mạnh, Riot vẫn cho tướng này cơ chế mới trong 14.6. Kể từ khi ra mắt và được cộng đồng làm quen, Rhea luôn dẫn đầu nhóm tướng rừng ở mọi phiên bản. Dù nhiều lần bị nerf, nhưng các thông số của Rhea vẫn khá cao, đặc biệt tỷ lệ cấm luôn trên 20%. Trưởng nhóm thiết kế tướng Riot August mới đây khẳng định Rhea vẫn đang quá mạnh ở rank thấp. Không chỉ có sát thương lớn đầu trận, cô dọn rừng cũng nhanh và tạo nhiều đột biến trong giao tranh. Sau đó, Rhea sẽ tiếp tục đón nhận đợt nerf sát thương trong bản 14.6 tới. Đầu tiên, khả năng hồi máu từ W, cuồng huyết, cắn miếng nào bị giảm nhẹ, từ 25-45%, còn 24-40% dựa trên sát thương gây ra. Chiêu cuối không lối thoát cũng bị giảm sát thương về sau, từ 150-450, còn 150-350. Tuy nhiên, Riot lại bổ sung cho Rhea cơ chế mới ở chiêu Q, vồ mồi. Chiêu này giờ có thể dùng lên mắt, thay vì chỉ có tác dụng lên quái hay tướng địch. Điều này được cho là sẽ gia tăng độ cơ động của Rhea lên một tầm mới. Cơ bản, cô đã có khả năng vượt địa hình với chiêu cuối và W, nhưng với khả năng tứ quy, Rhea giờ dễ kích hoạt hơn trong nhiều tình huống. Cơ chế này giúp cô có độ cơ động tương tự Lee Sin hay Jax. Từ đấy, nhiều người cho rằng cô sẽ có thêm cơ hội xuất hiện ở các giải chuyên nghiệp. Dự kiến, các điều chỉnh sẽ có trong bản 14.6, ra mắt ngày 20 tháng 3.